Bọ biển được xem là loại đặc sản đắt đỏ và quý giá, tập trung nhiều tại các vùng biển ở Khánh Hòa, Phú Yên, Quảng Ngãi. Sống dưới đáy biển sâu hàng trăm sải tay, bọ biển được mệnh danh là xe tăng lội nước. Khác với các loại hải sản khác, bọ biển gây chú ý bởi hình dáng có phần kỳ lạ, xấu xí, dễ khiến thực khách lần đầu trông thấy có phần e ngại. Tuy nhiên, chúng được đánh giá là có hương vị rất thơm ngon, bổ dưỡng. Vì vậy thì vài năm gần đây, bọ biển được đưa đến các thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội để phục vụ nhu cầu thực khách. Mỗi con bọ biển nặng trung bình khoảng 1 kg, con to nặng tầm 1,5 đến 1,7 kg, thậm chí có con nặng trên 2 kg. Việc đánh bắt bọ biển khó khăn hơn do số lượng không nhiều nên loại đặc sản này có giá cao chót vót, khoảng 2,5 đến 2,8 triệu đồng 1 kg, thậm chí có thời điểm lên đến 4 triệu đồng 1 kg. Bộ Công Thương cho biết, trong giai đoạn 2019-2020, tỷ lệ khiếu nại phản ánh của người tiêu dùng liên quan đến giao dịch cho vay trực tuyến chiếm từ 15 đến 20% tỷ lệ phản ánh khiếu nại trong lĩnh vực tài chính ngân hàng bảo hiểm. Phần lớn nội dung phản ánh khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến các hành vi cung cấp thông tin về dịch vụ không chính xác, không đầy đủ, gây nhầm lẫn, hiểu nhầm cho người tiêu dùng. Trước thực trạng này, thì Bộ Công Thương đã kịp thời nhanh chóng hỗ trợ giải quyết khiếu nại, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng. Các đơn vị chức năng của Bộ Công Thương phối hợp với công ty liên quan để xác minh, hỗ trợ giải quyết vụ việc. Qua đó thì phần lớn khiếu nại đã được giải quyết trên cơ sở công ty và người tiêu dùng đạt được phương án giải quyết thống nhất. Làng rau Bầu Tròn của xã Đại An, huyện Đại Lộc là một trong những vùng rau chuyên canh lớn nhất của tỉnh Quảng Nam. Đợt mưa lũ vừa qua thì vùng rau Bầu Tròn đã ngập nặng. Khi lũ rút đi đã để lại những cánh đồng sơ sát. Các loại rau đậu đu đủ chưa kịp xuất bán đã bị lũ cuốn trôi. Nhiều hộ dân trồng rau đã bỏ nhiều công sức cũng như đầu tư phân bón cho vườn rau nay mất hàng chục triệu đồng, lâm vào cảnh trắng tay. Ủy ban nhân dân huyện Đại Lộc đang chỉ đạo các xã thống kê thiệt hại để lên phương án hỗ trợ cho bà con.